Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel Truyện cổ nước mình. Tôi yêu truyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì được Phật tiên độ trì. Mang theo truyện cổ tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơn nắng, rắn cơn mưa, con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi, như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn truyện cổ thiết tha, cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng lại đa tình, đa mang. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đẽo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe truyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Theo Lâm Thị Mỹ Dạ. Thank you.
Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy like và subscribe kênh Tiểu học Channel để lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.